Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Rất vui được gặp lại mọi người trong video câu lươn của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ đi câu ở cái điểm hoang này mọi người này. Mương ao hồ hoang đây. Hy vọng sẽ có lươn to. Những điểm này mình khả nghi lắm ấy. Ở đây cũng đợt trước mình cũng câu đường con rồi. Cũng rất là to, 600 g. Mà đây là mình tìm chưa kỹ đâu mọi người ạ. Đấy, hy vọng hôm nay của mấy cái hồ này là mình trời hôm nay dím mát này, khả năng mình tìm được nhiều hơn này, vì mấy đợt trước mình đi câu ở đây nặng lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh câu lươn của quý nhá. Rồi, hôm nay mình sẽ cố gắng câu thật nhiều lươn to để quay cho cả nhà cùng xem. Ok cả nhà ơi, mình đi thôi. Lười chúng rồi chứ. Chết rồi ạ.
Được, ngon này. Quá ok luôn. Còn xấu là mày ăn nó khô quá mà. Ôi này một bật xấu quá trời. Trời má, đội quá thằng nuốt sâu luôn. Như hôm nọ thôi. Thôi để mình gỡ ra mọi người nhá. Hôm nay cũng được 2,5 lần đấy. Trời má, nuốt sâu quá. Rất là đẹp nhé, vịt trườn nữa này, ra ăn này, đấy, con này khả năng cho vào là ăn luôn đấy, đặt trên bẫy, ôi cho cả nhà xem con này, này. Lên lên. Ăn luôn. Ôi nó đi ra ngoài nhà ơi. Ui, nặng lắm. Ui, nặng lắm. Con này nặng ghê ấy, cỡ sướng lắm. Khả năng lên to luôn. Ui lên to luôn. Ui lên to luôn. Ui con to. Ui. 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 Đây rồi nè. To. To. Con này to rồi đấy, sướng sướng sướng. Con này to rồi đấy. Ui. Sướng. Này to ghê đấy cả nhà ơi. Được được. Sướng. Đã quá. Ui nó kiểu đã quá. Giật vào giật ra nó mấy nước, 4 nước. Ui đã quá. Thật tuyệt vời. Mẹ thì là được 3 con rồi đấy. Con này to nhất đấy. Ui. Đã đi. Được được. Ui đẹp lắm. Chúng nó nằm ở dưới cây me. Người ta hay gọi là mái dương à đấy, nhưng mà quê mình là gọi cây táo tươi ấy. Đây nó nằm tiếp ở dưới này. Đây ui.
ngồi nó cũng khổ lắm, ngồi nó vướng lắm. Rồi ok cảnh hà ơi, mình tiếp tục nào. Nặng quá cả nhà ơi, nó rất là đẹp nhưng mà nặng, nhìn thấy không, vừa khô vừa nặng ấy. Nên nó tối che ô lại tối. Ui ui, nó ăn luôn rồi ngay thật này, chắc to đấy, nghe tiếng ăn luôn. Ui đun hết thì dưng vào đây đâu. Lần này thì tự tin thì lưỡi chung này là đó. Được lên được đôi lạng vàng ướm này. Ôi nặng quá cả nhà, lên đẹp. Mình cho vào nhé, nặng quá. Đủ chiều rồi. Thế là cũng được 4 em ấy. Cũng không được nhiều hẳn nhưng mà. Mọi người bây giờ mình kết thúc buổi câu hôm nay ở đây. Hôm nay nặng quá đi mất đi. Thực sự là nặng rát mặt đi. Sợ thật. Hôm nay địa điểm đẹp quá mà lưới nó cũng không được to hẳn nữa. Đường con là con thứ ba ấy là tương đối nó to. Còn những cái con khác thì chung chung vậy, không to hẳn. Đấy, nhưng mà hôm nay nó như vậy thì cũng là cũng khá thành công đấy. Chưa được thành công đấy, so với mình thôi. Còn đây thì đây kết quả đấy. Cái bao này đọng nước quá nhỉ. Bao này nó kín nhỉ. Đấy. Mình sẽ đổ ra đây xong rồi mình cân lên cho cả nhà xem. Nói chung là bây giờ là mùa này là bắt đầu phải khô dần rồi đấy, khô dần đều rồi đấy. Không được bắt đầu vì người ta gặt lúa là bắt đầu là tháo hết nước rồi. Không biết dự định ngày mai đi cộng câu là như nào đây. Đây, hôm nay đường con này to này. Đây, đây con đang bò đây. Đấy, con 4 con thì tương đối. Rồi mình cũng con to lắm thì có giỏi lắm thì 450g đấy, tầm đấy thôi, mình cũng chẳng cân nữa, mất thời gian lắm. Con to hẳn là mình cân luôn, 500g đủ lên thì cân luôn. Con dễ 500g thì thôi mình xin phép không cân. Rồi cả nhà ơi, mình cân tổng luôn 4 em được. Cả nhà xem nhiều thấy hay thì cho tặng quý một like nhá, động viên. Rồi ok cả nhà ơi, mình hôm nay là làm video ngắn ngắn thôi, không có để làm dài được. Để xem nào, 1 cân 1 năm cho 1 cân 1 đi. Đây 1 cân 1 nha cả nhà, cho 1 cân 1. Lưới này đẹp, lưới này là ok rồi, rất tuyệt vời rồi. Con đấy nó mắc sâu thế mà gỡ nó không chết kìa. Đấy, 2 hôm liền là có con nó ăn sâu thật. Mình để đây xong rồi mình chào mọi người luôn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau của mình nhá. Khả năng video sau mình đi cộng câu cả nhà ơi. Nếu mà nước phần con ấy là rất là ok vì nước nó tắc xuống ấy, cá rất là nhiều. Hy vọng là nhiều được như mình nói. Rồi anh em ơi, mình xin phép về đây.